Sư phụ. Đại sư huynh. Sư phụ à, dạo này sức khỏe của sư phụ không được tốt, sao còn ra đây? Đã mấy ngày rồi ta không có ra đây. Hôm nay ta ra đây coi cái thằng ngỗ nghịch đó có lười biếng hay là không. Tiểu Tô. Dạ. Phi Hùng đi đâu rồi? Nói đi. Lão già, tiểu sư phụ hình như đến trà lầu Giảng Sơn đá dế rồi. Cái thằng con khốn nạn này, tối ngày sáng đêm không phải chờ đá chim tôi là đá dế. Trà lầu Giảng Sơn thuộc về đất đai của đứa cháu đề đốc đại nhân đó. Cầu xin lần này cái thằng khốn nạn Hoàng Phi Hùng đừng có gây sự với nó. Tiểu Tô, không mau đi kêu nó về. Sư phụ, sư phụ không được khỏe hả? Không sao. Sư phụ trả về nghỉ ngơi đi. Cứ mặc kệ sư phụ, hướng dẫn cái đệ tử tập dược đi. Dạ. Phóng tới. Cắn đi, cắn nó 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 đi, rồi. Thắng nữa rồi. Ôi, anh Sáng bắn cá à? Ừ, còn Hồng Ma Đầu của anh lần này lại thua nữa rồi đó. À. Thua thì sao chứ? Bữa nay các người không còn con dế nào có thể thắng nổi con Trường Thắng tướng quân của ta nữa rồi. Chúng đi. Dạ tiền đây. Chúng ta đi về. Ừ, khoan đã. Ồ, phải rồi ha. Sao bữa nay Hoàng Phi Hùng ngồi yên tĩnh như vậy? Anh có con dế gì giỏi hay không? Xin mời lấy ra cho coi đi. Cho nên nói anh không có biết gì hết đó. Coi đây, cái này đá khắp thiên hạ không địch thủ. Mỗi ngày đá bao nhiêu trận có không đã. Cái tên của nó gọi là mệt. Ê, anh là người nhà quê mà nói cho anh nghe cũng không hiểu đâu. Thế nào, dám cái không? Wow, cái con dế này thì là bự quá ha. Ê, cá nhìn chút đi. Cá nhiều thế nào? Tùy anh. Được, tôi cá 300. Được. Ấy, tôi có 30 nè. Tôi có 20. Ê, tôi 15. À, đúng chưa? Tôi cũng chưa đủ. Không đủ à? Hả? À, đủ chưa? Đủ chưa? Không đủ chưa? Không đủ chưa? Vô đi. Không. Đừng sợ. Không đủ còn có tôi. 300 cộng thêm 100. Cậu cá bắt. Sao ạ? Sao ạ? Sợ rồi à? Như vậy đi, chỉ cần anh chịu xin thua thôi, tôi sẽ tha cho anh. Xin lỗi tiểu sư phụ á, thì tôi khỏi bị thua hả? Đúng rồi. Lại đi. Được, anh khá lắm. Tất cả là 400. Lấy con giấy ra. Con dế của tên gì? Lấy con đồ bỏ như vậy mà đá với dế của tôi hả? Làm sao đá nổi với nó?
Hey, còn con nào nữa không? Mà lấy ra đi, tháo tiền. Bạn đã. Còn gì nữa? Thua không nổi sao? Ờ? Thiệt là ăn hiếp người ta. Đáng lẽ tôi thua cũng không sao đâu. Nhưng mà ông hãy xem đi. Xem kỹ đi. Chơi gian hả? Chơi gian lão đồng lõi cho tôi nói chung quan tôi. Bắt lão ta về nhà không? Dạ. Đừng nha, đừng nha, con mất mới gì tới tôi đâu à. Chính hại căn tử kêu tôi làm vậy thôi à. Chê. Rõ ràng làm mưu của bản thân mình lại bắt người ta chịu trách nhiệm. Thì có người chống lưng có phải không? Ờ đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Nói đúng rồi, tôi có người chống lưng thì sao? Anh không phục phải không? Đánh đó. Giỡn thì nhau chưa? Sư phụ, tiểu sư phụ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tiểu sư phụ à, đừng đánh nữa, lão gia sắp tới rồi kìa. Tiểu sư phụ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lão gia tới kìa. Đừng đánh nữa. Phi Hùng, dừng tay. Cái thằng xuất chân này. Quay, quay Phi Hùng, dừng tay, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Quay, dừng tay. Quay chà, có sao không vậy? Quà cao như vậy mà chanh nhảy lên được hả? Chặt kêu con được gây sự. Đá con, cắn con trước đó. Đá cái đầu của con. Con bị nó đánh không biết làm sao nữa. Bây giờ mẹ kiếp mày, hai cha con mày cùng nhau hiếp tao hả? Đừng đánh nhau nữa. Nè, đánh cha của tao hả? Nè, quay nè, bây giờ. Cha, đi đi. Cha, đừng có kéo cái đầu của con mà nè, bây giờ coi đó. Bây giờ chạy. Bây giờ, bây giờ. Mày dám đánh tao hả? Có chỗ đừng có chạy nha. Nè, đừng có chạy. Nè, bây giờ. Bây giờ. Sư phụ à, là bọn chúng đánh tụi tôi trước. Sư phụ đừng có trách Quang Phi Hùng. Đúng vậy, chính mắt tụi tôi thấy mà. Lớn rồi đánh nhau. Không biết vậy con cháu. Lão gia, sư phụ, sư phụ. Lão gia, lão gia, sư phụ, lão gia, sư phụ à, lão gia, có ai đó không? Sư phụ, sư phụ có sao không? Bây giờ không sao, trở ra ngoài đi. Chà, con biết chắc là có gì muốn nói với con mà. Phi Hùng, sao con không nghe lời của cha vậy chứ? Cha đã ba lần bảy lượt cảnh cáo con, kêu con đừng có gây sự với người ta. Người ta nói nghèo đâu à, có không cha. Thể thắng được giàu, giàu không thể tranh với quan đâu. Đến sau cùng, kẻ bị thiệt hại vẫn là lũ bá tánh tụi mình. Đâu phải đâu cha, tôi đồng bọn họ đó lên làm quan, nhưng mà họ không thể ăn hiếp người ta như vậy đâu. Con không gây với người ta, người ta làm sao mà ăn hiếp con chứ? Cha không biết đâu, tụi nó kêu căng lắm đến đập người ta. Còn nói nữa, cha thấy cha đã già rồi lại bệnh hoạn nữa, có lẽ là không sống được bao lâu nữa. Không phải đâu cha, đâu phải là lần đầu tiên con chọc tức cha đâu. Con còn nói nữa,
Con không nói, không nói nữa. Con thiệt là ngổ nghịch. Phi Hùng à, con không học biết cái gì hết, tối ngày đi chơi lêu lỏng bên ngoài, sau này làm sao mà thừa kế sự nghiệp của cha đây, để mà phát dương bảo chi lầm. Cha, cha đừng có nóng giận như vậy được không? Nè, chờ khi nào cha không còn giận nữa rồi sẽ tiếp tục chửi con nha hả? Về mặt phủ đề đốc, cha không có mấy lo đâu. Dựa vào cái tên Hoàng Kỳ Anh của cha đây, cha nghĩ họ sẽ nể mặt cha đó. Cha, cha nói là hình như không đúng đó. Ngày thường cha có dạy nói là những người học giỏi phải biết khiêm tốn, nhưng sao bây giờ cha lại hả? Ê. Ý con muốn nói là cha nói dốc đó. Con nghĩ không nhiều, có đôi chút thôi. Cái thằng khốn nạn này, con hãy để ý nghe cha nói có được không? Được. Thằng mắc dịch, cha nói với con nè, nói cho con biết nè, mười mấy năm về trước, có một lãng nhân phù tang đến học nghề ở Trung Quốc. Anh ta tên là Thập Minh Vệ. Cha thấy hắn hung hăng độc ác, trái ngược với tinh thần võ thuật Trung Quốc chúng ta, cho nên đã trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Nhưng mà trước khi hắn đi, hắn đã có nói với cha nhất định sẽ trở lại đây để tìm cha trả thù. Trả thù? Đừng có sợ, có con đây nè. Con được sao? Con có bản lãnh gì? Con nói cha cũng không tin đâu. Con nhìn mắt cha thì biết cha không tin con rồi. Thôi, biết làm sao bây giờ, để con đi dài chiêu nha. Cha, có lợi hại không vậy? Vô đi. Khốn nạn. Cha chỉ giờ có đúng đau lắm đó. Con à, con có bản lãnh gì? Con tiếp thử chiêu này của cha đi. Hả? Cha, cha, cha có sao không vậy? Cha, con chỉ giỡn chơi thôi. Tôi chỉ muốn biết về sao Bảo Chi Lâm gia chủ trì thôi. Các vị lão gia, đại sư huynh, đang mấy ngày rồi tiểu sư phụ không có ăn cơm, tôi thiệt lo cho ổng lắm. Như vậy phải có người chủ trì mới được chứ. Bây giờ tạm thời do tôi miễn cưỡng duy trì, còn sau này phải nhờ các vị sư bá sư thúc chiếu cố chúng tôi, chiếu cố cho chúng tôi. Ê, sao lại khách sáo như vậy? Tình nghĩa giữa ta và sư phụ người như tình huynh đệ, nếu ta không giúp người thì người ta sẽ cười chê ta. Thằng tiểu điệu Hoàng Phi Hùng này, Bảo Chi Lâm không thể không có người chủ trì đại cuộc. Đúng vậy, tục ngữ có nói phụ truyền tử giáp thiên hạ, chờ đến khi mà đại liệm sư đệ thì ba lão già chúng ta hãy khuyên Phi Hùng sớm ngày tiếp nhận trưởng môn, như vậy mới được chứ. Phải, sư huynh nói rất chi li. Bảo Chi Lâm to lớn như vậy, không thể không có người chủ trì được. Đúng như vậy, cho nên nhất định phải có người chủ trì đại cuộc mới được. Sao huynh lại bực bội như vậy? Có phải là huynh uống lầm thuốc hay là có ai chọc huynh? Mùi nói coi, những chuyện lớn nhỏ trong Bảo Chi Lâm
Mấy năm qua có chuyện nào mà không phải Quỳnh thay mặt sư phụ xử lý suôn sẻ? Hoàng Phi Hùng chỉ là một chàng công tử ham chơi, bất học vô thuật, ít tập võ nghệ, làm sao có thể nên hơn làm được việc lớn chứ? Sư phụ bị nó chọc tức chết đó. Rồi đây Bảo Chi Lâm sẽ tan rã gì nó. Những lời huynh vừa nói không phải là nói trúng hết cả đâu. Nghe nói sư đệ Phi Hùng rất là có tiềm chất, bản chất tốt, là một người tốt để tập luyện võ nghệ. Ngoài ra còn kế nghiệp cha là hợp tình hợp lý thôi. Huống chi Phi Hùng rất là tôn trọng huynh, tại sao huynh lại nổi trận lôi đình như vậy? Không lẽ nó có võ nghệ cao cường nhưng không muốn cho ai biết? Nếu vậy đêm nay mình phải tới bản lãnh của nó. Đại sư huynh, đại sư huynh, tại sao làm như vậy? Đừng hỏi nữa. Là quy ta, bắt đầu từ hôm nay vĩnh viễn rời khỏi Bảo Chi Lâm. Tránh ra, tránh ra. Đại sư huynh, đừng đi. Sư phụ, tôi không trách sư phụ thiên vị đâu, chỉ trách bản thân tôi ngu dại. Đã ở Bảo Chi Lâm bao nhiêu năm, không học võ được võ công chút nào. Đại sư huynh, tiểu sư phụ, tại sao đại sư huynh lại làm như vậy? Tôi nghĩ có lẽ đại sư huynh muốn thử võ công của tôi có thể làm được chữ môn nhân hay không. Đã khuya lắm rồi, đi ngủ đi. Dạ. Cá tiên sinh, xin chào. Mời. Anh cá tiên sinh. Mời. Anh có thể làm được công việc gì? Kính thưa ông Smith, ở Quảng Châu này có ai không biết cáp thiết nhi tôi muốn làm gì cũng được. Được, chúng tôi vừa lấy được quyền kinh doanh bán thuốc ở Quảng Châu, ở Tránh Đông gần cái chợ, tuyển giao cho anh quản lý. Ông Smith, ông thật kiếm công làm người. Tôi lập tức đi chiêu binh mãi mã, chắc chắn sẽ được thành công, ông đừng có lo. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh có hứng chơi một trận banh với tôi không? Hả? Ồ, chơi cái thứ này tôi không biết đâu. À, tự nhiên đi hả? Hả, tôi chuối được rồi. Ăn chuối. Thưa ông Smith,
Người này ăn nói ngang tàng, không đáng tin cậy đâu. Ồ, chuyện này tôi hiểu rõ hơn anh. Nhưng mà người dưỡng của nó làm đề đốc Quán Châu, như vậy rất tiện lợi cho chúng mình kinh doanh. Chuyện bán thuốc ở thành Quán Châu này. À, dạ phải, dạ phải. Thanh quan ngự trưởng hả? Còn khai hút thuốc phiện hả? Cả gan làm ăn gì? Phải rồi, cái gì cũng quá vậy. Dạ to gan. Đúng rồi. Ôi tình. Ôi đi đi, nói lẽ rồi. Đi coi bánh cá sẽ chuyện gì vậy? Bên kia mở chuyện thuốc phiện đó. Coi vậy à? Đúng rồi, giúp anh này hả? Anh Bính à, tại sao lại giật tiền của vợ như vậy? Anh có phải là người hay không đó? Thì là khốn nạn mà. Hả? Ông là chồng của Thím à? Anh đừng có chạy nhà, tôi kêu bà con cô bác lại xử lý giùm tôi. Còn xử lý gì nữa? Người ta không rảnh rỗi đâu. Bà đừng cản trở tôi nữa. Anh nói thì nghe hay lắm, bây giờ muốn đến đàm thoại thất tự sát phải không? Sao lại nói đến đàm thoại thất tự sát? Vô chỗ đó đâu có khác gì đi tự sát. Bây giờ anh khốn nạn này trả tiền lại cho tôi. Trả tiền lại đây. Đi vô, đi vô. Thành quan ngự trưởng đàm thoại thất. Mà bây giờ đàm thoại thất phải xin giấy phép để mà đàm thoại sao? Đó là treo đầu dê bán thịt chó đó. Cái chỗ đàm thoại này á là chuyên môn để hút ác phiện. Gì à? Dạ phải. Thành quan ngự trưởng hút ác phiện. Như vậy tức là đương kim hoàng thượng khuyến khích bá tánh hút ác phiện à? Dạ phải, dạ phải. Phải cái gì chứ sao nó càng lắm quá vậy? Tại vì bữa đó bị đại sư huynh đánh tôi một quyền đó coi nè. Đáng kiếp. Tiểu sư phụ à, đã đến giờ rồi. Bữa nay là ngày cúng cơm của lão gia, mình trở về nhà nha. Hả? Về sớm cũng không làm gì hết, nhưng ta lại muốn đến phủ đệ đốc hoàn thành một việc. Người trở về bãi chi lâm trước đi. Tiểu sư phụ à, chờ tôi với. Là quỳ ta, là nam nhi hảo hán đổi trời đạp đất. Trước đây ta đã nói, ta sẽ vĩnh viễn ra khỏi Bảo Chi Lâm. Ta nhất định sẽ ghi nhớ lời này, không thể để cho thất hứa đâu. Nếu thất hứa thì còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ dưới Cửu Tuyền? Các sư đệ đừng khuyên ta nữa. Quyền trị hạ của tiên sư, các bạn cũng không cần khuyên ta. Quan Kỳ Anh mau ra đây chịu chết. Ngươi làm vậy nghĩa là gì? Xin hỏi ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Ta là ai không quan trọng đâu. Kêu chủ nhà Hoàng Kỳ Anh của các người ra gặp ta. Mấy hôm trước sư phụ của chúng tôi đã qua đời rồi. Ừ.
Ngươi làm gì đó? Quay nè, chạy đi. Hoàng Kỳ Anh, tại sao ngươi lại chết tránh khỏi tay ta? Có phải ngươi đã sợ ta không? Có phải không? Không được vô lễ với sư phụ ta như vậy. Hoàng Kỳ Anh, ngươi đúng là một kẻ nhược phu. Độc hại của nhà phiến đã có lâu rồi. Bây giờ văn phòng thương Diệu Quang Lê công nhiên lại mở cửa đàm thoại thất, làm cho bá tánh chịu khổ ngày càng trầm trọng. Tiền bạc đổi bằng mồ hôi nước mắt, sau cùng đã lọt vào tay của bọn ngoại quốc. Phi Hồng Cúi xin đề đốc đại nhân ra lệnh niêm phong đàm thoại thất đi, để cứu lấy dân bá tánh thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng. Ê, Hoàng Phi Hùng, tuy nghe người nói cũng rất có lý, nhưng mà cái chuyện này dính dấp đến sự vụ ngoại giao của triều đình, bổn quan không thể tự mình xử lý được đâu. Nhưng mà chờ đợi thời cơ, chúng ta có thể thương lượng với nhau nữa hả? Đại nhân, nhưng mà cấm độc như là cứu lửa, chuyện này không thể dưỡng được đâu. Thành Quảng Châu rộng lớn như vậy, đâu phải ai ai cũng hút thuốc phiện đâu chứ, cần gì phải lo lắng. Đại nhân, nhưng mà... Ê, chuyện này bổn quan biết xử lý sao rồi, ngươi trở về đi. Vì tại hạ cáo từ. Mời. Thế nào? Về nhà nói. Cô à, ra đây. Mời ngồi, mời ngồi. Dạ, lão già, có chuyện gì làm cho lão già khó xử như vậy hả? Ê, chắc là thằng Hoàng Phi Hùng đó kêu Dượng ra định cấm thuốc viện. Ê, Dượng à, Dượng đừng có nghe thằng Hoàng Phi Hùng nói bậy bạ. Nó thường hay ở ngoài đường gây gỗ sanh sự với bọn lưu manh, chuyên môn chống đối với người chúng ta đó. Nghe nói là mày mở cái tiệm thuốc ở đường Bảo Quê Tây, chuyện này có phải thật không? Chuyện này cũng phải cảm ơn đại biểu thương vụ An Lê, tức là ông Sư Mít, ông Chiêu Cố đó. Quả thật là hồ đồ. Ta là một vị đề đốc, mày dám làm như vậy, rõ ràng là muốn chống chọi với ta. Ây da, lão già, sao lại nói vậy? Tiếc nhi nó là cháu ruột của mình đó mà. Lần này nó có cơ hội làm được chuyện lớn ở trước mặt người Tây Phương, lão già là dượng ruột của nó, có lý gì lại phản đối với nó? Ai đừng lúp ló bên ngoài. Sau này mà thiết nhi xảy ra chuyện gì, hai người phụ trách đấy. Dạ. Lão già. Ây da, tao đâu có kêu hai đứa bay tới đây làm gì. Hai đứa bay tới đây làm gì vậy? Đi đi, đi đi. Dạ.
Sao không thổi nữa? Thì vì em không muốn thổi. Ai đã chọc giận em? Em gạt anh. Nghe tiếng tiêu của em, anh biết tâm tình của em rất êm ấm. Đại ca à, tại sao lại coi sự đánh ngã người ta là sự khoái lạc của mình như vậy chứ? Không lẽ không có chuyện gì khác làm cho anh vui vẻ hay sao? Những chuyện này em không hiểu đâu. Em muốn anh nói cho em biết. Anh nói đi. Ây da. Ây, đại ca thì là tệ quá đi. Dùng võ lực để mà ăn hiếp em. Em không sao chứ? Đại ca à, bây giờ em thấy anh cũng được vui rồi. Anh đừng có đi đấu võ với người ta nữa có được không? Cùng lắm là lâu lâu cho anh ăn hiếp em một lần. Em đừng nói bậy. Em không phải là nói bậy bạ đâu. Mỗi lần anh đi ra ngoài đấu võ em thì là lo sợ lắm. Có gì đáng sợ đâu. Có lần nào mà anh không đánh thắng. Nhưng mỗi lần anh đều rất tiếc. Anh vẫn không kiếm được một người có thể đánh thắng lại được anh. Đó là chuyện làm cho anh rất đáng tiếc. Đại ca à, tại sao lại muốn người ta đánh thắng anh? Không lẽ như vậy có lợi ích cho anh hay sao? Đây không phải là một vấn đề tệ đâu. Vì đó là một cảnh giới tối cao trong quá trình học tập võ nghệ. Em không hiểu anh nói cái gì đâu. Anh hùng tối cô đơn, vô địch tối cô tịch. Muốn đạt đến cảnh giới tối cao của võ thuật thì rất cần đến rèn luyện không ngừng, ráng lên tột đỉnh. Người xưa thường hay nói, ngọc bất trắc bất thành khí, đạo lý là như vậy đó. Nếu như để cho anh gặp được người có thể mà đánh ngã được anh thì người đó sẽ ra sao hả? Đến chừng đó thì người đó cũng rất cô tịch. Còn anh? Không tồn tại nữa. Thường Thiên, xin người phù hộ đừng có cho xuất hiện người đánh ngã anh của tôi. Bây giờ chỉ còn lại Thạch Gia Quán Anh phải đi khiêu chiến. Đánh xong trận này, anh sẽ dẫn em về Nhật Bản lập trường dạy võ. Chúng ta sẽ chấm dứt chém giết gì vậy nữa. Thì khá đại ca. Sakura, em có biết không, em cũng phải kết hôn chứ. Anh là anh của em, anh không thể cứ dẫn em, chồng em, cha chồng em, mẹ chồng em đi phiêu bạc để tỉ võ với người ta. Đại ca, sao nói như vậy? Anh cứ châm biếm người ta, em sẽ không đi lấy chồng đâu. Không lấy chồng thiệt sao? Không lấy. Lấy hay không cũng không sao. Bây giờ đói rồi, lấy đồ cho anh ăn đi. Được mà. Đây, mời bài. Uống dạ, dạ, tới nha, tới, đổ thêm nước nha. Dạ, được, cảm ơn nhiều. Xin mời khách ba, dạ, nóng đi. Dạ, tới liền, đổ thêm nước, được, tới. Được đi. Chầm nước đi, làm ơn. Dạ, tới liền, tới liền. Rót nước hả, được, được, ý dạ. Được, được, ý dạ. Rót nước, dạ dạ dạ, tới tới tới. Chim tương tứ hả? Quay quay quay, tiểu nhị, mày dám thả con chim tương tứ của tao hả? Đâu phải, tôi đâu có biết con chim tương tứ ở trong tách trà này, xin lỗi nha. Mày nói câu xin lỗi là được sao? Phải đền tiền. Đúng vậy, dù mày có đền 1000 cũng không đủ đền bù con trường thắng thứ quân đó. Cái gì 1000 hả? Cáo công tử, cáo công tử à, có chuyện gì thương lượng với nhau đi. Thương lượng với nhau? Dạ phải, dạ phải. Được nè, vậy nghe tôi nói đi. Con chim tương tư của tôi định đem đi quyết đấu, tôi để ở trong cái tách cho nó tắm. Cái thằng này nó dám thả cho bay đi, ông nói có tính sao? Tính sao đi hả? Không phải đâu ông chủ, tôi định rót nước vào cái tách trà này thôi, không biết con chim tương tư ở trong đó. Chắc mày đồng lõi với Phùng lão thất ở cuối làng rồi. Mày thả con chim trường thắng tướng quân của tụi tao để tụi tao đền tiền chịu thua. Thưa các công tử, lần này là tiểu nhị của chúng tôi làm sai, nhưng công tử là đại nhân, phải nên rộng lượng tha cho nó đi. Con chim tương tư đã bay rồi, tôi chịu trách nhiệm đền lại cho công tử, được không? Đền hả? Con chim trường thắng tướng quân của tôi là một bảo vật vô giá đó. Ông đền thế nào? Không biết công tử muốn đền bao nhiêu tiền hả? Cáp công tử, ít nhất phải đền 10. Hơi nhiều đó. Vậy ít nhất phải đền 5 chứ. Cáp công tử à, tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Được, bữa nay tâm tình tôi đang vui, ông may mắn đó, lấy tiền đi. Da người đâu sao mày đẹp quá vậy? Chú ơi, ra rồi bác sao vậy? Hai xuồng bó. Mất quá đi. Không mắc đâu, cô coi này rau tươi đó. Bác rải một chút có được không? Rau này ngon lắm đó, cô hãy mua đem về ăn thử coi. Bác rải chút đi. Cô nương, cô có hứng thú cái này không? Xin lỗi nhờ, tôi không mua dưa.
Ê, không cần trả tiền đâu, cô muốn ăn thì tôi trả cho cô. Quay, cô nương. Quay, cô nương à, khoan đi đã. À, cô hình như không phải là người của địa phương. Tôi là người Phù Tang. Ồ, vậy thì chắc cô không quen thuộc nơi này đâu. Cô rất cần đến một người hướng đạo viên. Nè, cấp thiết nhi tôi là một nhân tài chuyên nghiệp, tôi có thể dẫn cô đi du ngoạn khắp nơi này. Quay, cô nương à, khoan đi đã. Đi, không biết xấu hổ. Ê, cô nương. Anh làm gì đó? Ê, đâu có làm gì, tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi mà. Công tử chúng tôi lịch sự lắm. Ê. Tránh ra. Anh làm gì đó? Buông tôi ra. Hả, lại là cấp thiết gì nữa hả? Ban ngày ban mặt dám chọc kệ con gái nhà người ta như vậy. Tôi còn tưởng ai cản trở gì của tôi đang làm. Té ra là anh chàng khốn nạn Hoàng Phi Hùng hả? Muốn đò à? Hả? Hay lắm. Rất may là anh vĩnh viễn giữ được cái miệng thúi của anh thôi. Có phải là muốn đến nữa không? Tiểu sư phụ, tôi nhẫn nhịn lâu rồi, cho nó bài học đi. Nếu cần gì thì kêu tôi. Được, xin cảm ơn anh. Thấy chưa, thấy chưa? Anh xem coi ai cũng ghét anh đó. Thấy chưa? Phải rồi, cho nó bài học đi. Rồi, từ giờ này không đánh, không sợ đâu. Đánh nó đi. Dằn mặt nó đi. Không tử à, đừng. Cho nó bài học, đánh chết nó luôn đi. Chết nó đi. Thứ này không đánh nó được. Ra đi. Ra tay đi. Anh khá lắm. Rồi đây mình sẽ gặp lại nhau. Mình về. Hay quá. Đã làm con nương giật mình nè. Ừ, bây giờ tôi hết sợ rồi. Cảm ơn anh. Quỷ, cô nương đừng có nói như vậy. Quỷ, nhìn cô nương như là không phải người bản xứ hả? Phải, tôi từ ở Phù Tăng tới đây. Tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ. Thì ra anh có yêu cầu, hẹn trên mới giúp đỡ tôi. Không phải là như vậy đâu. Xin cáo từ. Nha, đại hiệp. Phi Hùng mà, tôi chỉ nói chơi thôi, xin anh tha thứ cho tôi nha. Xin lỗi. Sao cô biết tên của tôi vậy? Thì anh cũng biết tên của tôi mà. Nè, trước khi anh chưa có nói sự yêu cầu của anh có thể hứa với tôi một sự yêu cầu hay không? Hứa với cô một sự yêu cầu? Ừ, tôi vừa mới tới Trung Nguyên thôi. Anh có thể dẫn tôi đi tham quan danh lam thắng cảnh ở đây hay không? Được, không thành vấn đề. Xin mời. Tiểu sư phụ. Nè, ta dẫn Sakura đi xem phong cảnh. Người thì mua đồ ăn trở về bãi cho làm chờ ta. Mau lên. Quê, tiểu sư phụ. Đó, cô xem ở đằng kia rất là náo nhiệt. Nè, đừng có chạy nha. Thì là náo nhiệt quá ha. Lên trển đi. Nè, mình qua bên kia đi nha hả? Nè, mau lên đi, chạy mau lên đi. Mau lên, người ta sắp đuổi theo đến rồi. Mau lên đi, đừng có ngừng nha. Chạy mau lên đi, mau lên. Mau lên. Quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ có thiện nam tín nữ đang cúi lại, hy vọng là Bồ Tát phù hộ cho hai đứa tôi có nhiều con cái. Dù để con gái cũng không có sao hết, tốt nhất là mỗi năm đẻ hai đứa, hai năm thì đẻ bốn đứa, cứ đẻ như vậy, đẻ mãi đến đầy nhà đầy cửa luôn. Quê, anh nói cái gì vậy? Là muốn chừng gác người ta? Quan Thế Âm, cô đánh ta kìa, Quan Thế Âm hãy phù hộ. Nhờ, trả lại cho ta. Bay mất rồi. Quê, anh đừng có chạy nha, trả lại cho tôi. Anh này thì là kỳ quá hả nè. Đưa đây đi, đừng có chạy nha. Trả lại đây. Chào. Mua gì? Mới tin nè. Thích cái này không? À, bao nhiêu vậy? Được, tặng cho anh. Cảm ơn nhiều. Mời bên kia đi. Wow, thì là đẹp, rất là hùng vĩ đó. Anh Phi Hùng, tôi rất là cảm ơn anh đã dẫn tôi đi chơi nhiều chỗ như vậy, làm cho tôi mở rộng tầm mắt đó. Xin cô đừng có khách sáo. Thật ra tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Có phải là anh muốn mời tôi đi chơi với anh vài ngày nữa hay không?
Nếu được vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà tôi muốn nhờ cô kiếm một phù tăng giùm cho tôi. Bởi vì cô từ phù tăng đến đây chắc sẽ giúp được tôi. Vậy người đó có hình dáng thế nào? Tôi còn chưa thấy mặt. Nhưng mà tôi nghe người ta nói là anh ta ăn mặc như một lãng nhân, và trên đầu có đội một cái nón lá. Tất cả những người Nhật Bản đều ăn mặc như vậy mà. Phải rồi, người này còn có một thị hiếu hết sức đặc biệt, tức là thích đi khiêu chiến với cao thủ võ lâm. Hắn đã thương rất nhiều cao thủ, trở thành một địch thủ của võ lâm. Sakura, có sao hả? À, không, tôi thấy tôi hơi mệt một chút thôi. Vậy tụi mình trở về nha. Ừ. Sakura, khi nào mà có tin tức, mời cô đến bảo chị Lâm thông báo tôi nha. Tôi biết rồi. Ăn cơm đi đại ca. Em có gì giấu anh vậy? Đâu có gì đâu. Có gì giấu anh đâu. Anh đừng có hoài nghi bậy bạ nha. Xem bề ngoài hình như em không có chuyện gì, nhưng tia mắt của em đã nói dối với anh. Nói đi. Đâu có chuyện gì lớn lao đâu. Em ra ngoài đường đó quen biết được một người bạn mới đó. Là con trai hả? Anh đoán thử coi. Không được vô lễ. Nói đi. Ừ? Nói đi. Thì nói cho anh biết, ngày hôm nay em đi ra ngoài đã quen biết được một người dân tộc đó. Hắn làm nghề nắng hình. Anh ta rất là tốt lòng, còn tặng cái hình nắng đất này cho em nữa. Có giống anh hay không? Kỷ Đột ơi, Kỷ Đột, bây giờ đại ca thập binh vệ đang giận kìa. Anh không có tin em gái của anh nữa. Không phải là anh không tin em. Giang hồ hiểm ác, lòng người gian trá. Bởi em không đói bụng sao? Ăn cơm đi. Sao không thổi nữa? Tại sao không thổi nữa? Tại sao ngừng lại? Tại sao? Tại sao ngừng lại vậy? Em biết rõ anh luyện tập công phu theo tiết tấu tiếng nhạc của em thổi. Tại sao ngừng lại? Cầm nó làm gì? Ném bỏ đi. Xin lỗi Sakura. Tuy rằng anh là đại ca của em, nhưng anh không hiểu tấm lòng của em. Có lẽ là em đã có ý trung nhân rồi phải không? Xin lỗi. Ây da, nguy rồi. Chú Sáng bán cá bữa nay không có bán, tụi mình không có cá ăn rồi. Dinh bán thịt. À, Hoàng sư phụ. Sao giờ này không thấy chú Sáng bán cá gì? Muốn kiếm nó hả? Đi đàm thoại thất đi. Bây giờ nó nghiện hút rồi. Mỗi ngày nó đều đến đó nằm, bỏ bê việc buôn bán. Nếu như muốn mua cá thì kiếm chỗ khác mua đi. Còn muốn kiếm nó thì đến chỗ hút áp hiện. Chết hả? Sư thúc, tại sao tụi nó đánh sư thúc? Sư thúc nói cho tôi biết đi. Tại sao vậy? Sao ra nông nổi này? Sư thúc. Ờ, Phi Hùng à, đừng có nhúng tay vào chuyện này. Chính ta tình nguyện cho họ đánh tôi, không mắc mớ tới họ ở đâu à. Sư thúc điên rồi à? Ta không có điên. Ta chỉ thiếu nợ tiền thuốc áp phỉ của người ta thôi. Thiếu nợ phải trả thôi, tại sao để người ta đánh? Không có tiền là phải để cho người ta đánh như vậy đó thôi. Họ đánh đã rồi sẽ cho ta thiếu nợ hút tiếp nữa thôi. Sư thúc là người luyện võ, khí khái của sư thúc đã hết rồi. Trời ơi, chỉ cần có thuốc phiện là được rồi. Còn khí khái của Kỷ Khô gì nữa, mày mặc kệ tao. Mặc kệ tao đi. Sư thúc. Cáp công tử, các vị đánh đã chưa? Nếu đã rồi cho ta thiếu nợ hút nữa đi có được không? Do cáp công tử à, tôi van xin công tử bán chịu cho tôi hút nữa đi mà. Làm ơn đi công tử à, làm ơn đi.
Tỉnh ra. Sư thúc, người này là sư thúc của anh hả? Hoàng Phi Hùng, anh đã thấy rồi chứ? Tôi đâu có ép bức ông. Tôi là Châu Du đánh quyền. Một người chưa đánh, người kia chưa đỡ thôi. Các công tử đánh đã chưa? Nếu như đã rồi thì cho ta hút thuốc phiện đi. Được, không thành vấn đề. Muốn hút thuốc phiện hả? Dạ. Bỏ qua chỗ này đi. Sư thúc, đừng nha. Mặc kệ tao. Bỏ qua đi. Công tử cho tôi hút, tôi bỏ liền. Hoàng Phi Hùng, không lẽ như vậy anh còn chưa thấy sao? Kêu sư thúc đi. Sư thúc bò qua trôn của người ta kìa. Cáp công tử à, bây giờ cho tôi vô hút được chưa hả? Cứ vô đi. Cảm ơn. Gì vậy? Thì ra chú lén tới chỗ này hút áp viện. Tất cả mọi người tự chịu mình trùy lan. Tại sao như vậy? Anh hỏi tụi nó có ích gì đâu. Hoàng Phi Hùng, anh thường hay chống đối với tôi. Lần này vô đến đây thì đừng có hòng ra được. Hôm nay ta không có sang bằng chỗ này thì ta không có trở ra đâu. Có sao không vậy? Đánh chết nó. Đánh chết nó. Lên. Đánh chết nó đi. Chạy đi. Tao kêu tụi bay đánh chết nó mà. Tụi bay chạy đi đâu vậy? Đánh chết nó đi. Cáp Thiên Nhi, sợ rồi à? Thanh Hoàng Ngự Trưởng dụ người ta hút áp viện. Hôm nay tôi đánh anh. Ây da, đau quá. Công tử, có sao không vậy? Hoàng Phi Hùng, không trả được thù này không phải là quân tử. Rồi đây ngươi sẽ biết tay ta, đi về. Đi mau đi. Hey, tiểu sư phụ à, hồi nãy đánh hay quá, giúp cho người quản châu chúng ta trút hết căm hờn đó. Tiểu sư phụ à, tiểu sư phụ à, nếu mà sau này tôi còn hút áp phiện nữa thì tôi không phải là người. Phi Hùng à, sư thúc không bao giờ hút nữa. Sư thúc, chú Sam ăn cá, nếu mà hai người quyết tâm bỏ hút, tôi tin hai người nhất định sẽ làm được. Hoàng Phi Hùng này có ba đầu sáu tay hay sao? Nó đem biết bao nhiêu người đến phá đám. Tại sao cái chỗ hút thuốc phiện lớn như vậy bị nó phá tan tành? Ông Smith đừng có lo, tôi nhất định phải khai trừ cái tiệm thuốc này mà. Đừng lo, chính bởi vì tôi không có lo mới ra nông nỗi này. Tôi sẽ đền lại cho ông. Đền?
đền thế nào? Anh để lại cái tiệm mới cho tôi được sao? Vợ của tôi sẽ đứng ra giúp tôi. Ở trong con mắt của Smith tôi, người dưỡng của anh là một người không có địa vị gì đâu. Nếu không có lợi ích cho ông ta thì người dưỡng của anh sẽ ăn no ngủ kỹ là một vị đề đốc thôi. Về chuyện này tôi sẽ thông qua đường lối ngoại giao. Chúng ta có thể thương lượng mà. Nè, cáp công tử à, phải cẩn thận nha. Ông Smith à, ông Smith, tôi không phải tiên tri đâu, nhưng mà tôi đã nói trước, cái thằng nô tài đó không có ích gì đâu. Vậy anh có phương pháp gì đối phó với Hoàng Phi Hùng? Tôi hả? Dạ có, nếu như ông Smith chịu tin cậy tôi, phê chuẩn cho tôi một số binh lính cùng theo tôi, thì nhất định sẽ đánh bẹp nhuệ khí của nó. Cũng được. Vậy thì trong thành Quán Châu, Hoàng Phi Hùng sẽ không còn uy tín gì nữa. Dạ phải. Dạ xin mời ông vào, xin mời. Mời quên, cái chỗ này à, mời dùng trà. Bullshit, nước nóng như vậy bộ muốn làm phỏng mặt tôi hay sao hả? Không ngờ ăn mặc lịch thiệp như anh, nhưng mà sao nói thô lỗ như vậy? À, thì ra Hoàng Phi Hùng cũng biết nghe tiếng ăn lê ha. Ha, anh giỏi thiệt, giỏi thiệt đó. À, hèn gì mà ở trong thành Quảng Châu này anh được nổi tiếng như vậy. Đừng khách sáo. Thì tôi thấy hôm nay anh đặc biệt đến đây kiếm tôi, có gì cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải vòng vo nữa. Các người là ai? Tôi là thư ký đại biểu thương vụ của nước ăn lê. Nghe nói Hoàng Phi Hùng võ nghệ rất cao cường, làm cho tôi kính phục lắm. Nhưng mà các bạn ăn lê của tôi đây không có tin như vậy. Có phải không các anh? Có phải không? Hey, you Chinese are very safe considering no natives. How can fix be faster than bonus if you have war? Prove it to me. Vậy tôi à, người có hiểu nó nói gì không? À, tôi không biết. Mày không có học làm sao biết được. Anh thư ký à, chúng tôi luyện tập võ nghệ mục đích là để sức khỏe dồi dào, không phải là ngu muội gì thi đua nhanh lại với viên đạn đó đâu. Hey, tôi chỉ muốn so sánh cho biết thôi, có phải là anh sợ chết không? Tôi nói cho anh biết, bọn người Trung Quốc ngu xuẩn như anh đây, tưởng đâu biết võ nghệ rồi thì đau thương bất nhập hả? Có biết bao nhiêu người đã chết trước họng súng trường này không hả? Nếu như anh thật tình sợ chết đó hả, thì hãy mau quỳ xuống van xin tôi đi. Cả gan đến tiệm hút thuốc phiện phá đám hả? Tôi không tha cho anh đâu, biết chưa? Chuẩn bị. Quỳ xuống đi. Bộ anh không muốn sống nữa hả? Đồ ngu. Anh giả làm người ngoại quốc nói tiếng ngoại quốc, tôi cũng mặc kệ anh. Biết tôi quỳ xuống, tôi tuyệt đối không quỳ đâu. Không lẽ anh không sợ chết hay sao hả? Đứng dậy. Hoàng sư phụ, cái trò chơi này đã kết thúc rồi, chứng minh là võ nghệ của anh rất cao cường. Lần này tôi chịu thua rồi. Lại đã có lễ phép đó, lần này tha cho anh. Quay, Hoàng sư phụ giỏi thiệt. Hay quá, hay quá. Hay quá. Phải rồi, Sakura, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Người Trung Quốc có một câu tục ngữ, có duyên thiên lý năng tương ngộ. Còn có một câu nữa, hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. Anh nói cái gì vậy? Qua nở đẹp quá. Tôi không có nghiên cứu gì qua đâu. Tụi tôi thì không vậy đâu. Con gái Nhật Bổn phải học biết nấu nướng và pha trà. Vậy sao? À phải rồi, cô Sakura, tôi nhờ cô hỏi người phù tang đó có tin tức gì chưa? Trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi có thể hỏi anh về câu hay không? Hỏi cái gì? Tại sao lại đi kiếm người này vậy? Cô hỏi như vậy để làm gì? Đó là chuyện ở trong giang hồ, dù tôi trả lời cho cô nhưng chưa chắc cô hiểu biết được đâu. À phải rồi, lúc nãy cô còn chưa có trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi đã kiếm được người đó rồi. Hả? Người đó ở đâu? Trước đây 10 ngày đã trở về Nhật Bản. Người Trung Quốc của tụi anh có một câu nói làm cho kẻ thù trở thành bạn. Cô còn biết rất nhiều đó. Như vậy thì được rồi. Bây giờ đây anh không kiếm được người phụ tang đó thì tụi mình làm bạn với nhau, không phải làm cho kẻ thù trở thành bạn sao? Chuyện gì mà phải đánh nhau vậy? Đừng đánh nhau có được không? Con ngoan, không phải là cha muốn đánh với người ta đâu. Bây giờ cha ứng chiến đi. Cha ứng chiến vì võ lâm của Trung Quốc. Sau này con sẽ hiểu được tại sao đêm nay cha phải làm như vậy. Người suy nghĩ kỹ rồi chưa? Nếu như không muốn tỉ võ thì bẻ gãy bốn kiếm, ta sẽ tha mạng cho người. Đêm nay mục đích các hạ đến đây tất cả đều hiểu rõ. Cho dù có chết đi, ta cũng nhất quyết tỉ võ với các hạ. Cha, cha sao rồi hả? Cha đừng có tỉ võ nữa mà. Kéo nó ra. Thật là người chỉ có hư danh, không đủ tư cách tỉ võ với ta. Ta phải liều chết với ngươi. Không tự lượng sức mình. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ à! Con trả thù cho cha. Sư phụ! Con mau đi tìm Hoàng Phi Hùng trả thù cho cha. Cha! Sư phụ! Sư phụ! Đại ca, em về tới rồi. Em đi đâu khuya vậy? Đi thăm bạn bè. Đi thăm người bạn nắng hình đất đó phải không? Phải rồi, đại ca phản đối phải không? Em hả thì không giống như đại ca, có gương mặt giống như là đồng tiền, như là tất cả mọi người đều chống đối với đại ca vậy. Đại ca có chống đối với em không? Anh dám sao? Em là đứa em gái duy nhất của anh mà. Em giặt quần áo nấu cơm cho anh nè, còn đấm bóp cho anh đỡ buồn nữa kìa. Em nói chuyện càng ngày càng giống người mẹ đã chết của chúng ta. Ủa, anh đã đánh tắt hết bọn họ rồi hả? Vậy thì tụi mình có thể trở về nhà rồi. Em nghĩ là có lẽ bây giờ quan đạo ở trước nhà mình đã nở hết rồi đó. Ây da, đại ca à, sao lại giết thêm tên? Anh không được giết, không có cho anh giết, anh không có được giết. Đại ca. Hey, đây là người sao chót. Phải rồi, anh vừa hỏi em còn chưa trả lời. Có phải em lại tìm kiếm người bạn nắng hình đất đó phải không? Hôm nay em cùng đi chơi với một người thanh niên giảm dở quay hùng. Không lẽ anh muốn quen biết anh ta sao? Hờ, sao em có thái độ này nói chuyện với đại ca? Bây giờ em thì là nghiêm nghị hỏi đại ca, người sau cùng này là ai đó? Ừ. Em nghĩ là Hoàng Phi Hùng này không phải là người có tên tuổi gì đâu. Đại ca đừng có đánh với hắn nha. Nhưng trước khi chết, trang chủ nó đến tên của hắn chắc không phải là kẻ tầm thường. Huống chi hắn là người của Bảo Chi Lâm nữa. Em nhớ ra rồi, bà chủ tiệm đậu hũ có nói với em, cái anh chàng Hoàng Phi Hùng gì đây, tháng trước ăn cắp đồ của người ta đã rời khỏi Quảng Châu rồi. Em nghĩ là hắn không trở về đây nữa đâu. Thật ra cũng lạ, em quen biết anh ta hay sao?
Em đi nấu cơm. Hoàng Phi Hùng, đúng ra cái vụ mà anh phá hoại cái tiệm thuốc phiện đó, bổn quan cũng không muốn làm khó dễ anh nữa đâu. Chỉ chẳng qua là đại biểu thương vụ của nước An Lề thông qua đường lối ngoại giao đã gây áp lực cho triều đình rồi. Vậy tôi phải làm sao đây? Vậy thì ngày mai anh đi xin lỗi với đại biểu thương vụ An Lề đi ha, cầu xin người ta tha thứ cho anh. Tôi đây là quốc dân của nước Đại Thần, cho dù có phạm pháp cũng phải xử theo luật pháp của Đại Thần. Tội tình gì phải trao tôi cho người ngoại quốc? Phải, bổn quan cũng biết được như vậy là bất hợp tình hợp lý. Nhưng mà lời xưa đã có nói, nước yếu không có ngoại giao, làm phiền anh đi một lần đi. Đại đốc đại nhân, dù Phi Hùng chịu thương dù mạo hiểm đi đến văn phòng đại biểu, vậy có ai bảo đảm sự an toàn của tài hạ đây? Bổn quan sẽ tận hết sức lực. Nhưng mà đại biểu thương vụ của nước An Lề có đặc quyền về ngoại giao, đó là ngoài phạm vi và năng lực của bổn quan rồi. Tôi khuyên anh phải cẩn thận nhé. Nếu đã là như vậy, tôi rất cảm ơn hảo tâm của đại nhân. Tài hạ xin cáo từ. Xin chào. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng nóng nảy, sau này không có ai tới làm phiền ta nữa rồi. Dạ. Kính thưa ông Smith, ông dượng của tôi đã ra lệnh kêu Hoàng Phi Hùng đích thân đến xin lỗi ông rồi. Đến chừng đó ông muốn làm sao thì làm, tùy ý ông. Nếu nói như vậy, các người đã sắp đặt xong mọi việc rồi hả? Đúng vậy, chúng tôi đã sắp đặt đâu đó xong xuôi hết rồi. Bảo đảm là cái thằng thanh niên Hoàng Phi Hùng nó tự bước vào đây sẽ khiến nó trở ra. Tôi vẫn không thể yên tâm được. Vậy ý của ông là? Có rất nhiều biên lính Anh Lê không phải là đối thủ của Hoàng Phi Hùng. Tôi nghĩ không phải dễ đối phó nó đâu. Nếu nói như vậy, mình có cần đi kiếm người đến đây tiếp tay không? Nếu là kẻ anh hại, kiếm bao nhiêu cũng là vô ích thôi. Quay, ông Smith à, ông làm gì vậy? Cái thứ này là thứ mới nhất đây, anh có muốn xem thử quy luật của nó không? Đừng. Tôi thật không ngờ anh lại vô dụng như vậy. Thiệt là lợi hại. Nếu ở trong tay có vũ khí lợi hại như vậy, thì cho dù Hoàng Phi Hùng có đến ba đầu sáu tay, chỉ cần súng của tôi nổ một phát thì nó sẽ lập tức về chầu trời. Các vị quan khách xin mời ngồi. Ngồi rồi. Xin hỏi các vị muốn ăn gì hả? Kiếm cho ngồi đi, bữa nay tao lại. Cho tao một nồi thịt chạy trước đi. Dạ. Bữa nay thật đáng vui mừng, mây đen đã bị thổi tàn đi hết rồi. Con chó điên Hoàng Phi Hùng ngày mai sẽ đến xin tội sở đại biểu thương vụ An Lê. Cùng mình thì bố trận thiên la địa giống. Dù cho nó có 10 cái mạng cũng không đỡ nổi súng đạn của người quân quốc đâu. Công tử nói thì không sai đó. Đến khi Hoàng Phi Hùng chết rồi thì Bảo Chi Lâm sẽ bị khánh tận đóng cửa. Sai rồi, Bảo Chi Lâm không thể đóng cửa được. Chúng ta phải từ cơ đoạt lấy, sửa đổi thành một cái lầu xanh, bảo đảm tiền bạc sẽ vôi như nước vậy mà. Thưa cha, lần này con đơn thân đối phó rủi nhiều may ít, xin nhâm hồn của cha phù hộ cho con. Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ. Được rồi, khỏi cần. Tiểu sư phụ à, dù sao cũng phải dẫn tiểu tôi theo chứ. Có cái dù này cùng đi với ta, ta đi một mình được rồi. Ôi, tiểu sư phụ à, giờ này còn dẫn chơi nữa. Quay, các người làm cái gì đây? Tiểu sư phụ đi không được đâu. Hoàng Phi Hùng, phải suy nghĩ cho kỹ càng mới được nha. Sư thúc à, ta chỉ đi bàn chuyện ở sở đại biểu thương vụ thôi, sao tụi nó coi ta như là đi tìm chết vậy? Tiểu sư phụ đi một mình thì đâu có khác gì tìm chết.
À đúng rồi. Rồi. Chết chết thì chết với nhau. Đánh với nhau. Đánh với nhau. Phải rồi. Các vị, có chuyện gì cũng phải nói đạo lý. Tuy rằng tôi nói đi nhận tội, nhưng mà tôi vẫn lẽ thẳng khí hùng. Bây giờ các người cầm vũ khí đi theo như vậy, có giống đi nhận tội hay sao? Nói đi đánh nhau thì đúng hơn. Người thức thời vụ mới là tuấn kiệt. Làm người đừng ngoan cố quá không có được đâu. Đúng rồi, tể sư phụ phải nghe sư thúc nói, đừng có đi. Không được, ta đã hứa với đề đốc đại nhân rồi. Người ta nói nhất ngôn cửu định, ta sinh đẻ trong một đại quốc sở, đại biểu thương vụ nước Anh chỉ là một chỗ nhỏ, đâu có gì đáng sợ. Nếu như mà cái gì cũng sợ hết thì đâu phải là tính nết của Hoàng Phi Hùng này nữa. Thế nào sư thúc, ta có cốt khí chứ? Có cốt khí. Biết trên núi có hổ, nhưng quyết lên trên núi hổ. Thật xứng danh là Hoàng Phi Hùng. Hắn là người phụ tang đánh chết đại sư huynh đó. Tại hạ là lãng nhân Thập Binh Vệ. Thập Binh Vệ, anh đừng lo, hôm nay tôi có việc phải làm, sau này sẽ kiếm anh để thanh toán. Tại sao không né qua? Tại hạ có chuyện cần phải làm. Tiểu Tô, đưa cái vụ đi. Tôi sẽ đợi anh. Hoàng sư phụ, xin mời, xin mời. Hoàng sư phụ xin đợi đây một lát nha. Tôi vào thông báo với ông Smith ha. Hả? Muốn dở trò về. Hoàng Phi Hùng, bộ anh sợ hay sao? Sợ rồi hả? Xin các người đừng có hiểu lầm nha. Nếu mà ta không có nể tình đề đốc đại nhân thì ta không có đến đây xí xô xí xạo với ông đâu. Anh ta nói gì đó? Nó chửi ông đó. Hả? Nếu như tôi không kiến trọng anh thì tôi sẽ bắn chết anh tại đây. Bây giờ tôi cho anh một con đường đi, tức là phải hợp tác với chúng tôi. Nếu như anh không hợp tác thì kêu tôi tán tận lương tâm bắn rẻ đồng bào, tôi không thể nào làm được. Xin anh đừng quá tự nói mình vĩ đại như vậy có được không? Người Trung Quốc có một câu nói, kẻ thích thời vụ mới là tuấn kiệt. Tôi cũng tán thành lời nói của ông, cho nên tôi khuyên ông sớm người trở về quê nhà gọt củ khoai tây đi, như vậy mới hưởng được vài năm yên ổn. Thằng này ông nói sao nó không hiểu đâu, ông tán thành cho nó đi. Được, vậy khi anh xuống đến âm ti địa phủ đừng có tố cáo tụi tôi nhé. Bye bye. Đuổi theo. Bên kia. Đuổi theo. À, bên này, bên này. Thank you.
Hoàng Phi Hùng, ngươi thiệt là to gan, lại dám đến sở thương vụ của nước An Lê phá hoại như vậy à? Đề đốc đại nhân, ông nói vậy là hãm hại tôi rồi. Còn dám hỗn láo à? Bắt nó lại cho ta. Dạ. Tại sao anh giúp tôi vậy? Tôi không phải giúp anh, tôi không muốn chết trong tay tụi nó. Nhà ngươi là ai? Hoàng Phi Hùng có liên hệ gì tới ngươi? Ai hại là ta binh vệ kinh đô, tôi có ân oán thù hận với hắn. Không mắc mớ tới người, mau lui ra, bằng không thì đừng trách ta đó nghe chưa. Tôi với Hoàng Phi Hùng có hẹn sinh tử với nhau, trước ngày mai ai dám chạm đến ảnh tôi sẽ giết không tha. Cây đao của người nhanh hơn súng đạn của ta hay sao hả? Trong giây phút mà tôi bị trúng đạn, tôi có thể làm cho đại nhân đổ máu dưới đao tôi. Nếu đại nhân không tin thì thử một lần đi. Chuẩn bị. Khoan đã, đề đốc đại nhân, xin cho thời gian tôi 3 ngày để giải quyết chuyện riêng của tôi đã. Sau đó tôi đến phủ đề đốc để giải thích với đề đốc đại nhân. Được, ta tạm tin ngươi lần này. Ôi Dưỡng à, sao thả cọp về đường chứ? Sau này làm sao giải thích với đại biểu thương vụ anh? Định ra. Đau lắm mà đại ca à. Thì sao đại ca lại đánh em mạnh như vậy? Anh thì là không có thương em nữa rồi hay sao? Đó là anh trừng phạt em nói láo. Em có nói láo bao giờ? Còn nói không hả? Anh đã gặp Hoàng Phi Hùng rồi, nó đâu có rời khỏi Quảng Châu bao giờ đâu. Anh có làm gì anh hay không? Có ép bức ảnh đấu võ với anh hay không? Anh không có nên đối với ảnh như vậy mà. Ảnh sao kêu nó thông bằng như vậy? Em có quan hệ với nó. Em có quan hệ gì với ảnh đâu. Một bên chưa lấy vợ, một bên chưa lấy chồng. Không biết xấu hổ. Đại ca kỳ quá à, sao cười em? Người này lâm nguy bất loạn, bình tĩnh phi thường, quả thật là một nhân tài hiếm có. Vậy thì phải rồi, một người là nhân tài, một người là hào kiệt, hai người có thể làm bạn thân với nhau. Hoàng Phi Hùng là một người khó lường, quả thật là hy hữu trên đời. Đại ca, không lẽ đại ca... Quan hệ giữa đại ca và Hoàng Phi Hùng chỉ có sống chết. Anh không đi kiếm nó, nó cũng sẽ tới kiếm anh. Không đâu, không đâu. Đại ca, em có thể thuyết phục ảnh không có tới đây kiếm anh. Anh với Hoàng Phi Hùng là không thể đổi trời chung. Nếu đại ca đánh thua nó, nó cũng có thể săn sóc em cả đời. Đại ca, hay là tụi mình trở về Phù Tang đi. Em có thể cả đời không lấy chồng để hầu hạ cho đại ca. Có phải em sợ anh làm thương hại đến người em yêu không? Đây là tâm nguyện 10 năm nay của anh, anh không sửa đổi được. Hoàng Kỳ Anh, người có một đứa con trai như vậy, ở dưới cửu tiền cũng được an ủi chứ. Anh Phi Hùng, hy vọng là anh ngồi chiếc thuyền này rời khỏi Quảng Châu, đừng có quyết đấu với đại ca của em. Kinh Châu Đoản Điều tuy phong khứ, thủy diễn sơn trường sầu sát nhân. Vị tri tương tư quy hà xứ, nghi thị mộng lung cô nguyệt trung. Thật là không thể ngờ, có một cô nương Phù Tang cũng biết dùng thi từ của Trung Quốc để diễn đạt tình cảm của bản thân mình. Cô là ai đó? Sao lại lén nghe người ta nói chuyện như vậy? Cô nương, tôi đã thông cảm tâm trạng của cô. Ngoài ra tôi còn nhận thấy cô nương quả thật đang yêu đương Hoàng Phi Hùng. Cô quen với Phi Hùng sao? Ừ. Tôi biết rồi, tôi biết cô là nhân tình của ảnh. Tôi với công tử Phi Hùng rất là thân nhau, nhưng không phải là yêu nhau. Sao cô kêu ảnh là công tử? Tôi là nội tử đại sư huynh của ảnh, cho nên anh ta kêu tôi là đại tẩu. Đại tẩu? Thật ra tối hôm nay tôi không nên tới đây để tìm cô. Tại sao? Tướng công của tôi đã bị anh của cô giết chết. Người ta nói là thù chồng không đợi trời chung, tôi giết cô là kẻ thù thì mới đúng. Nhưng mà
Tôi cũng biết là cô với Phi Hùng đang thành thật yêu nhau. Cho nên tôi... Cho nên thế nào? Cho nên cô nên khuyên Phi Hùng đừng có quyết đấu với đại ca của cô. Sách có câu: lưỡng hổ tương tranh tất hữu nhất trường. Nói đối với cô, lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Huống chi đại ca của cô võ nghệ cao cường, tôi e là công tử Phi Hùng. Đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Không thể như vậy đâu. Cô tới khuyên rồi chưa? Cô còn chưa có làm thử mà, tại sao lại biết không thể được? Dù cho là không có thể được đi nữa thì coi như là cô đã tận sức rồi. Người ta từng nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi là người đã từng trải, không có nhẫn tâm thấy tụi cô chia tay nhau như vậy. Cho nên tôi mới tới đây đi kiếm cô. Môn công phu chú trọng bốn chữ chân ngôn, tức là tùy khắc cương nhu, bất luận đánh quyền hay là vũ khí, bất cứ động tác nào đều cần dùng đến lưng đùi linh hoạt, thượng hạ nhất trí. Phải luyện đến mức chánh khí thần phối hợp mới có thể thao túng tự do, thu phóng nhu hòa. Trong khi dùng sức, bề ngoài thấy mềm dẻo, bên trong rất kiên cố. Kinh ngư xuất phát, từ sức lực không có thấy hình, nhưng mà nhanh như chớp nhoáng, đánh tới là trúng, kiềm chế được kẻ địch. Ai đó? À, tiểu sư phụ à, có một cô gái phù tang tìm tới đây. Sư phụ đừng có để mất cơ hội nha. À, tiểu tôi cứ nói bậy hoài, nếu mà còn nói bậy nữa. Anh Phi Hùng. À, Sakura, sao tối vậy? Anh không mời tôi về nhà, bộ không quan nghênh tôi sao? Đâu phải. Tiểu sư phụ à, đi ngủ đi. Đồ, còn nói bậy nữa. Tiểu tôi thật là rắn mắt quá. Cô Sakura, bây giờ đã khuya lắm rồi, trong phòng chỉ có tôi với cô thôi, không có tiện lắm đâu. Có chuyện gì ngày mai rồi bàn đi nha. Bọn không muốn biết tin tức về người phụ tang đó hay sao? Thật ra tôi đã biết rồi. Người đó là lệnh quân của cô. À, sao anh biết? Tôi thật là khờ quá. Tôi nghĩ là ở thành Quảng Châu này, tôi là một người sao còn biết cái chuyện này. Xin lỗi anh Nho. Thật ra tấm lòng của tôi thì anh cũng đã hiểu rõ rồi. Đêm nay tôi tới đây là muốn xin anh đừng có quyết đấu với anh của tôi. Sao cô không đi gian xin anh của cô? Nếu như tôi gian xin được anh của tôi thì tôi cần gì đến gian xin anh? Vấn đề không phải là ở nơi cô. Đại sư quân tôi bị chết ở trong tay của anh cô. Đại tử của tôi từng nói, cứ trả thù với nhau biết chừng nào mới hết. Nhưng mà việc đáng tiếc là anh của cô cứ ép bức người ta. Tôi còn không biết làm sao nữa. Vì võ công của anh và anh của tôi, người nào cao cường hơn? Sakura, cô có biết hay không, võ công cao hay thấp thật ra không quan trọng lắm đâu. Quan trọng nhất là lòng thương xót và chân thành giữa con người và con người. Nhưng mà đại ca của cô bẩm sinh dũng cảm háo thắng, mỗi lần đều nói so tài võ công, nhưng lần nào cũng đuổi Tần giết tuyệt. Thì là quá đáng mà. Có phải tôi đã nói sai không? Nếu thật tình tôi nói sai, đừng có trách tôi nha. Anh đừng có tưởng tôi là lẳng lơ như vậy. Tôi cứ đinh ninh là sau khi chúng tôi đã thành vợ chồng thì anh của tôi sẽ không có giết người mà tôi yêu. Sakura,
Tuy rằng tôi là một người vũ phu thô lỗ, nhưng tôi cũng hiểu rõ lý lẽ. Thật ra tôi cũng rất thương cô, nhưng tôi sợ cô lại xúc động nhất thời. Anh không cần nói nữa. Nếu như anh quả thật có lòng yêu em, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng không có hối hận. Như vậy sao được? Cô hãy trở về nhà đi. Hoàng Phi Hùng thì biết giữ lời hứa. Tôi đã chờ ở đây lâu rồi. Không phải anh muốn tỉ võ với tôi sao? Xuất chiêu đi. Tại sao không dùng binh khí? Nếu như không phải khi dễ tôi, nhưng người cha đã khuất của anh, chàng chứa tự tin. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cũng có thể giết người. Thấy cặp mắt của anh có đầy sát khí, tôi cũng không muốn mất công nói với anh nữa. Ra tay đi. Em không có gì, em lo sợ Hoàng Phi Hùng thua hay sợ anh thua? Tôi khuyên anh cũng nên dứt bỏ nhi nữ thương tình, kiên tâm tỉ võ đi. Tại vì đao kiếm vô tình. Ah!
Còn Phi Hùng, anh đã thắng rồi. Đại ca, anh đừng có bỏ lại em một mình nha. Em không thể biết tinh thần võ sĩ đạo của Phù Tăng. Chỉ có con đường này mới có thể rửa sạch sỉ nhục của sự thất bại. Nếu thất bại thì phải tự sát. Anh tưởng chết đi rồi có thể đền bù được tội ác sao? Đạo lý học võ của người Trung Quốc: dĩ đức di cơ, dĩ thứ di bổn, võ công vô đức bất lập. Lúc trước cha của tôi đã thấy được nhược điểm của anh, cho nên mới đuổi anh ra khỏi Bảo Chi Lâm. Nhưng mà anh vẫn không hiểu gì hết. Anh có thể bắt đầu lại mà, dùng đức tánh của vũ thuật bắt đầu luyện tập lại. Như vậy mới là một võ thuật gia chân chính đó.